Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với VNCNC. Video này mình sẽ giải thích một câu hỏi của bạn học viên. Bạn ấy hỏi là khi mà mô phỏng slope axis này, có nghĩa là mô phỏng góc rút của sản phẩm trên khuôn ép nhựa ấy, thì tại sao có lúc lại để là trừ 1, 0, 1, có lúc thì lại trừ 0.5, 0, 0.5, có lúc lại để là trừ 0.1, 0 và 0.1. Thì buổi ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho bạn đó cũng như là anh em nào mà chưa biết nhé. Lý do vì sao? Đầu tiên là trường hợp mà mô phỏng một cái con hàng mà từ trường 1 đến 1. Đây, slope sẽ để mô phỏng từ trường 1 đến 1 nhé. Đây. Ta để làm gì? Cái trường hợp với những cái con hàng mà hàng này là hàng cầu vượt điện ô tô này, thì những cái con hàng đó nó được wrap nhiều chỗ co, nó thường để wrap là 0.3 độ hoặc có thể nhỏ hơn cavity để 0.5 độ đúng không? Thì người ta phải nhìn lên cái góc wrap này để người ta biết là cái thành này, ví dụ cái thành A, cái thành này nó rất là cao và cái góc wrap của nó như cái vị trí này anh em nhìn đến chỉ là 0.1, 0.2 đúng không? Thì mình phải có tác động lực chỗ này, lực thêm chỗ này cho nó. Đúng chưa? Đây cái thành này. Đây, những cái thành này là phải hỗ trợ. Đây, nó wrap ra góc rất thấp. Đấy, tương tự chỗ này, tất cả những người để người ta xem làm sao mà người ta đặt e-pin, người ta được biết là lực cái chỗ đó cần lực. Đấy, để đặt e-pin chẳng hạn. Đấy, chưa? À, những cái chỗ này góc bao nhiêu, ví dụ những cái góc này mà góc thoát của nó ráp trên 1 độ à, thì người ta tính đến cái trường hợp mà đặt e-pin nó sẽ giảm đi đúng không? Thì đó là cái ý nghĩa khi mà mình đặt slope từ trừ 1 đến 1. Còn cái trường hợp mà một cái sản phẩm hàng đồ chơi đi, mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Rồi, mở hàng đồ chơi đi. Thì anh em có thể xem cái con hàng này, những cái mặt mà bên bên ngoài này thì e-pin các thứ là người ta không phải care lắm đúng không? Trường này là đặt 4 cái này, 4 cái pin ống ở đây xong rồi đúng không? Không cần phải quan tâm lắm đến cái góc độ wrap là bao nhiêu. Đấy, mà người ta quan trọng nhất là cái con này là phức tạp nhất về cái phần là DPL như thế nào. Thì người ta sẽ bật slope lên, anh em nhìn bật slope này, thì slope nó để trừ 0.01, 0 và 0.01. Đấy. Thế có nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà anh em để slope từ trừ 1 đến 1 ý, thì anh em cần để nhìn xem là cái góc grab của core của cavity này, xem là có thể trên cavity có thể phải đặt thêm là insert lò xo chẳng hạn. Ở phía core là các bạn phải bổ sung thêm lực với những cái thành cao. Đấy. Đặt làm sao để cho sản phẩm nó có thể lên mà nó không bị biến trắng. Đấy. Đủ lực đẩy. Còn với những cái sản phẩm mà PL đồ chơi, PL phức tạp ấy, thì người ta chỉ cần nhìn xem là cái ranh giới giữa core và cavity hoặc là cavity và slide hoặc là với lifter chẳng hạn. Đấy, thì người ta sẽ để những cái góc rút nó rất là nhỏ để người ta nhìn rõ cái sự phân màu này. Đấy, được chưa ạ? Đây, con này thì slide người ta sẽ đi như này, slide rút phía cavity. Đấy, được chưa anh em? Nó thì đó là cái ý nghĩa mà tại sao mà slope lại lúc để 1 trừ 1 đến 1, lúc để trừ 0.1 đến 0.1. Hay đó là cái ý nghĩa của việc mô phỏng góc rút. Thì tiện đây thì anh em có nhu cầu về học thiết kế khuôn hoặc lập trình kem, anh em liên hệ với VNCNC số điện thoại 0944 9034 nhé. Đầy đủ các loại mặt hàng từ hàng đồ chơi gia dụng, hàng kỹ thuật, ô tô, xe máy, máy in. Học xong là sẽ được tiếp tục support, hỗ trợ khi mình đi làm thực tế luôn. Cuối cùng nếu mà anh em thấy video hay thì cho mình xin một like, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé.